lại là nửa dấu ngã chứ <laughs> mình nên làm gì với cũ đi à, ừ thiệt tình <laughs> thương quá cô bông ơi Mẹ đã ngủ rồi hả em? Dạ. Cô Bông đâu rồi anh? Cô Bông đi đón cô Quân ở nhà bạn rồi. À, điện thoại của em nè. Tụi mình đi hông gió một chút nha em. À, à, mẹ biết rồi. Tụi nó nói là sẽ về hơi trễ. Ừ, chắc hai đứa đi hẹn hò với nhau rồi Ôi trời ơi Lúc nào hai đứa chẳng như hẹn hò cho dù đang ở nhà Mẹ không thấy tụi nó trong buổi tiệc tân gia sao Chẳng quan tâm có ai đang ở đó Lúc nào cũng tình tứ với nhau hết trơn Làm như mọi người có mặt trong nhà hôm đó Chỉ là vô hình trong mắt tụi nó vậy Ê trời ơi mọi nói chứ đâu có tệ dữ vậy Bọn trẻ ngày nay bạo dạng lắm Bà không biết đâu Tụi nó bây giờ gặp nhau cho dù có mọi người xung Trời quanh ơi, luôn Trời ơi xấu hổ quá à, Dù sao thì cũng tới lúc ân sớt Tìm ai đó về làm vợ nó Để còn làm chuyện à. À, Nó cô đơn lâu quá rồi Mẹ ơi thời gian gần đây Không biết mẹ có thấy ân sớt có gì đó hơi thay đổi không Có hả Mà sao chứ Hôm bữa hiên ghé nhà của nó Con bé nhìn thấy đôi giớ phụ nữ ở đó đó Giớ phụ nữ sao Ê, Vẫn chưa hết đâu bà Nó còn có miếng lót áo ngực đem theo trong cặp nữa đó sao nó có cái đó chứ đó nó đã hẹn họ với ai đó, đó. đúng không tất nhiên rồi vậy thì sao hả hai đứa lập đội đi kiểm tra thân thế người khác nữa hả ôi trời ơi mẹ ơi con sẽ không làm như vậy nữa đâu à, à, con cũng vậy giờ con làm gì có thời gian rảnh ôi trời chắc hai đứa không biết nhìn hai đứa giống cái gì đâu ha <laughs> con đâu có vậy trời ơi mình chán ngấy cái cảnh ở đây một mình rồi Ai, mỗi khi màn đêm buông xuống là y như rằng nỗi cô đơn lại cứ ngắm vào tim của mình chắc chắn vào này luật sư đang vui vẻ ở nhà với vợ của mình rồi <laughs> Ây, chắc mình bị điên rồi mình điên rồi mình đi thiệt rồi ha tưởng tượng gì vậy trời ai biết đi mấy cái ý nghĩ dám giận biết đi biết đi biết đi biết đi hú biết đi biết đi. 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 đi chắc hôm nay em sốc lắm hả dạ em sốc lắm không chỉ vì chuyện ba em đang làm việc ở chỗ của cô thôi đâu em còn xấu gì ba biết anh là chồng của em nữa đó em nghe nói anh đã gặp ba em trong ngày cưới của chúng ta chắc lúc đó anh cũng xấu lắm hả anh có thể chịu được chuyện đó vì có em luôn ở bên cạnh anh mà em chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà nhưng sao khi xảy ra những sự việc gây sốc giống như hôm nay em mới nhớ tới mức độ nghiêm trọng của việc mà mình đã làm em thấy sợ lắm thật ra anh cũng sợ lắm anh đã tin chắc là hai chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được tất cả mọi chuyện nhưng khi nhận ra chúng ta đang lừa dối gia đình hai bên anh bắt đầu thấy sợ. Anh chị Sớt à? Anh có nghĩ là một ngày nào đó chúng ta sẽ sinh gia đình tha thứ hay không anh? Nếu như hai chúng ta thú nhận mọi chuyện, liệu mọi người có nói là chúng ta không sai không? Có hiểu cho chúng ta không? Không thể được mình phải giấu kín Để có thể bảo vệ mình và gia đình mình. Chúng ta chỉ có cách đó mà thôi. Cô ấy bỏ đi đâu mất tiêu rồi ta Ê khoan đã Lỡ như giận quá Cô ấy xỉu ở đâu đó rồi thì sao hả Nara ơi, Ủa. Ờ, à, xin lỗi tôi xin lỗi nga. Ờ. Nara ơi, Khoan đã, Dạ, chuyện gì chủ tịch? Người đó chính là Choi Tae Bin, Mau đuổi theo đi, nhanh dạ. lên. Ông ta chạy mất rồi. Chẳng còn ai muốn đầu tư vô cho anh nữa. Em à, chúng ta phá sản rồi. Chồng của tôi sắp bắt đầu công việc kinh doanh mới rồi đó. Cô, dám cá với tôi không? Cuộc đời của cô sẽ phải đau khổ, chịu đựng bất hạnh và cuối cùng là vợ chồng phải ly hôn. Nhưng mà tôi nghĩ bà sẽ là người ly hôn với bà tôi trước đó. Bà mới chính là người sẽ đau khổ, bất hạnh về sau. oh <sighs> Alo, tôi nghe Ai vậy? Là Onara đây Anh vẫn không đổi số điện thoại sao? Có phải là gì em không? Cô say xỉn rồi đó hả? Cúp máy đi Em đang khổ sở lắm đây liên quan tối tối. Bây giờ cô thấy hối hận vì đã bỏ tôi rồi hay sao? Nếu em hối hận hợp... Anh có chấp nhận quay về với em không? <laughs> làm sao đây? Tôi chẳng còn tình cảm gì với cô nữa hết rồi. Không thể có chuyện đó được. Không phải anh đã yêu em nhiều lắm rồi sao? Anh không thể quên em được đâu. Anh yêu đó đã chết khi cô nói cô yêu người đàn ông khác rồi kìa. Bây giờ tôi đã chán ngấy cô rồi. Cho nên nếu như cô say xỉn, thì đi mà tìm chồng của cô đi ha. <laughs> con định đi đâu vậy à, hai đứa về trễ quá con định ra để chờ tụi nó mẹ đi ngủ trước đi ừ chị sốt ạ à. chị mẹ à? mẹ Tụi con về rồi hả? Chị ơi! Chị Sớt! Người đó chắc là vợ của chị Sớt rồi. Mình muốn được quay lại quá. Mình muốn được ở cùng với họ. đúng rồi mình có thể làm như vậy mà đúng rồi mình nhất định sẽ quay lại với họ mình sẽ quay lại ừ? anh đang làm gì vậy hả sao em dậy sớm vậy em thấy lo cho mẹ quá em định ghé qua trước khi đi làm anh đang nấu cháo hả ừ anh nấu cháo thịt bò chút nữa em qua mẹ thì đem giùm anh luôn nha anh nấu cháo cho mẹ của em đó hả ừ anh cũng muốn đi với em nhưng sáng nay anh có phiên tòa <laughs> em cảm ơn anh ừ không tốt lắm đâu nha mới sáng sớm đừng có làm tim loạn nhịp phiên tòa quan trọng lắm anh cần phải giữ bình tĩnh đó <laughs> À, biết tại sao tôi phải làm như vậy không? tôi cần phải kiếm thêm chút tiền để đưa cho bà nuôi đứa con trai bệnh hoạn của bà đó. À, em biết phải làm sao chứ? dù sao đó cũng là anh em mà. cho tê bị ẩn chết tiệt mà. ông với em gái của ông. <laughs> nếu em nói mình đã hối hận anh có chấp nhận em quay lại không <laughs> hối hận à vậy là chúng ta kết thúc rồi tôi biết là anh rất hận tôi nhưng mà làm ơn hãy hiểu cho tôi hãy sống thật tốt và quên hết mọi chuyện đi gì sống cho tốt hả chúng ta chia tay nhau ở đây nhưng nếu vô tình gặp lại hy vọng chúng ta cũng sẽ chào nhau bằng một nụ cười ờ em xong rồi hả ừ. mình đi thôi bây giờ cô hối hận vì đã bỏ tôi sao ờ ờ ờ em hả ờ đã xảy ra chuyện gì vậy em cần phải sắp xếp lại suy nghĩ sao mà suốt cả đêm hôm qua em không nghe điện thoại chứ làm anh lo cho em lắm em có biết không vậy tay tay của em bị sao đó hả sao bị thương vậy em có còn bị thương chỗ nào nữa không ờ anh xin lỗi chắc là tối hôm qua anh làm em sốc lắm nhưng em cũng phải về nhà chứ em còn có chồng mà không nên ở bên ngoài suốt cả đêm qua anh cứ lo không biết em đi đâu hay là em có bị sao không nữa anh đã chạy đi tìm em khắp nơi luôn không ngủ được chút xíu nào hết em cũng không ngủ được chút nào sau khi phát hiện ra anh giấu giếm em không phải đi tìm nhà đầu tư mà là làm việc cho em gái của anh em mà để anh giải thích cho em chuyện này nha Trước tiên là Em muốn hỏi anh Có thật sự là Không còn cơ hội nhận đầu tư không? Hả? Không lẽ Chúng ta đã hoàn toàn phá sản rồi sao? Ờ à, thì cái đó <laughs> Thật ra hôm qua Anh nói như vậy là vì lúc đó Em làm anh mất bình tĩnh dữ quá Nhưng không anh sẽ trở lại như xưa thôi mà. Thôi. Vậy để em nói thẳng luôn. Nghĩa là anh không tìm được nhà đầu tư. Và chúng ta hoàn toàn phá sản rồi. Nhưng anh vẫn muốn em phải chờ lâu hơn nữa. À, à, em chịu khó cho anh thêm chút thời gian nữa đi ha. À, anh là choi Tepien đó. Sư tử vẫn luôn là sư tử, cho dù nó có dữ hay là hiền đi chăng nữa, anh vẫn rất là đầy tiềm năng đó nghe. <laughs> em à. Không đâu. Em không thể ở đây. Thêm một giây phút nào được nữa. Em đã kiên nhẫn hết mức có thể rồi. Cũng đã cho anh đủ thời gian rồi. Ờ, em à. Em đang muốn nói gì đây? Chị à, em có chuyện quan trọng muốn được nói với chị. Khi nào rảnh chị gọi cho em nha, em sẽ chờ. gan quá hả? Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Hai đứa về rồi hả? <laughs> sao mẹ lại đứng ngoài này vậy? Mẹ muốn gặp tụi con trước khi đi ngủ. Mẹ nhớ con trai mẹ tới vậy sao? Không đâu. Thật ra là mẹ nhớ cô già đó. <cười> <cười> ngoài này lạnh lắm. Mình vô nhà ừ. đi. Đi thôi. <laughs> Có chuyện quan trọng muốn nói. Để tôi đoán coi Cô muốn được gặp lại chi sớt chứ gì Để xem tôi có sai không Mẹ ơi, con về rồi nè à, Sao con lại tới đây chứ à, Con biết mẹ không được khỏe rồi mà Con coi à, Mẹ sốt rồi nè Tất nhiên là phải bệnh rồi hôm qua mẹ hét tới lũng cả lá phổi mà sáng nay thức dậy mới thấy cả người đau ê ẩm luôn chờ con một chút nha con đem cháo thịt bò cho mẹ nè à chị sao có nói gì về nhà của mình không à, nói cái gì chứ mẹ mắc cỡ với nó quá đi chỉ sợ nó nghĩ nhà mình phức tạp lộn xộn quá à, mặc dù chị Sớt biết hết mọi chuyện Mẹ vẫn muốn nó thấy phần tốt đẹp của nhà mình thôi. Không đâu mà. Anh ấy lo lắng cho mẹ lắm. Món cháo này nè, là anh Chi Sớt tự nấu cho mẹ đó. Thiệt sao? Nó còn tốt hơn cô Bông nữa. Sao em kêu bà ta tới đó làm cái gì chứ? Nếu như hôm qua mẹ gặp Onara nữa thì sao đi? Lúc đó em chỉ muốn chọc bà ta thôi à. Chị đang nghĩ em đó. Ráng cố gắng đừng dính tới loại người đó nữa nha hôm qua gọi điện xong em mới nhận ra là quên mất chuyện anh rể đang ở đây hả à, thì anh ấy không cần phải gặp vợ mới của ba đâu đúng không à, à. mẹ ơi hả cô quên vậy rồi kìa cô quên à chị ơi cô quên à con ra ngoài kia ngồi đi Cô Wool nè Con gặp người đó được bao lâu rồi Bác đó Sao rồi hả mẹ Chuyện đó quan trọng lắm sao Mẹ hỏi con gặp ông ta bao lâu rồi Mẹ à Từ khi con phát hiện bác ấy làm việc ở quán của cô Nói vậy là Con nói dối mẹ là con đi làm bài tập ở nhà của bạn Rồi con đi thẳng tới đó Gặp ông ta có đúng không Dạ nhưng mà thật sự Con muốn biết có chuyện gì với bác ấy rồi Ồ Ông ấy đi rồi Đi xa lắm luôn rồi đó ừ, Thiệt hả tại em sao Không phải tại em đâu cô Quân à? à Không đâu tại em đó chị Bác nói là không ai được biết Bác làm việc ở quán của cô Nếu như có ai biết Bác ấy sẽ phải đi xa khỏi đây Mãi mãi luôn Không phải Bác ấy sẽ không phải Đi xa mãi mãi đâu bác ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa sao thậm chí bác ấy còn chưa từ biệt em nữa ờ ông ta sẽ không quay lại cho nên con quên ông ta đi ha sao con không trả lời mẹ dạ mẹ ơi Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ làm gì cũng được hết miễn là mở con. Chấp nhận và tha thứ cho mẹ thôi. <laughs> Thiệt tình luôn á. Bà nói là sẽ không quay lại đây nữa đâu. <laughs> Nếu còn là con người thì ông ta nên làm như vậy. Vậy mẹ định làm gì với cô đây? Con nói vậy là sao? Cô ấy cũng đau hơn gì ba con. Mẹ sẽ không cho cô đặt chân vô nhà này nữa. Nhưng mà mẹ, cô cũng không... Nè, nếu con định binh giật cô của con á thì con cũng đừng có về đây nữa nghe chưa à, mẹ đừng có lo lắng quá tha thứ cho cô đi con chắc chắn là cô cũng hối hận lắm rồi mẹ không thể tha thứ cho một người đã phản bội gia đình được dạ em nghe nè anh sao à cô làm gì vậy? cô mau đứng dậy đi mà không được, cô đang bị phạt, cô muốn bị phạt để chuộc lại lỗi. tình hình của mẹ sao rồi em? mẹ em bệnh luôn rồi. <laughs> mẹ con không muốn gặp cô đúng không? bây giờ thì vậy đó. <laughs> cô phải làm sao đây? <laughs> Cô cho mẹ con một chút thời gian nữa đi mà Có lẽ bây giờ mẹ con Không gặp cô thì sẽ Tốt hơn Lỡ mẹ con cắt đứt với cô Suốt đời thì sao Mợ không làm vậy đâu Trước giờ mợ thương mẹ lắm à Nhớ hồi trước Mẹ con Đối xử rất tốt với cô Là mẹ con Đã đưa cô Về nhà khi cô không có nhà ở lúc đó xanh đất nó còn nhỏ lắm Ê, thôi mẹ đứng dậy đi mẹ hả à? đứng dậy đi cô cô già nói tạm thời mẹ không nên gặp mợ mà mẹ biết rồi cho anh xin lỗi vì chuyện hôm qua nha em nói chưa sớt cho anh xin lỗi luôn nha à... Tạm thời tài sản của người chồng sẽ bị thu giữ. Nhưng ông ta đã rút sạch tiền, nên vợ sẽ không được gì nhiều nếu phân chia tài sản. Đúng vậy. Anh nói khách hàng phải gặp bác sĩ vì bị trầm cảm đúng không? Đúng rồi. Sẽ là trận chiến cam go đây. Dạ. <laughs> Chờ tôi chút. Dạ. Ừ, cô Gia, anh đang lo bên đó sao rồi nè. Tình hình của mẹ không sao chứ? Dạ, mẹ cảm ơn anh về món cháo đó. Vì cháu do anh nấu cho mẹ Nên mẹ ăn hết một chén luôn Vậy may quá À, tan làm anh tới đón em nha Ờ, à, tao khỏi Em có hẹn với mẹ của anh rồi Hẹn với mẹ anh sao Dạ, hai mẹ con sẽ đi chợ À, tối nay anh muốn ăn gì Để nghĩ coi Tình yêu của cô gia <laughs> Làm việc đi nha anh chia sếp <laughs> Mẹ đang tới trung tâm thương mại mua quà cho con con thích quà gì không? Ừ, được rồi Sinh nhật con mà mẹ lại không có ở nhà Mẹ xin lỗi Khi nào xong việc ở bên này Mẹ sẽ chạy về với con liền nha ừ. Ủa? À, dạ con xin chào chủ tịch Trùng hợp vậy Cô tới đây làm gì hả? À, con ra ngoài làm nghiên cứu thị trường về sản phẩm cà phê của công ty À, thì ra là như vậy tôi đang định đi dạo một vòng mua quà sinh nhật cho con gái tôi chắc là cô ấy sẽ cảm động lắm chưa chắc nó cứ phàn nàn tôi suốt ngày do tôi bận quá đó ờ nhìn cô hình như cũng bằng sai với con gái của tôi đó nếu như cô còn thời gian giúp tôi một chút có được không dạ đẹp thật đó tôi lấy bộ này tiếp theo đi cô giúp tôi thử bộ này luôn có được không À dạ tất nhiên rồi <laughs> ừ để tôi coi khoác với cái áo này xem có đẹp hơn không nha À dạ để con để tôi giúp cô đây dạ được lắm cô thấy sao dạ đẹp lắm con nghĩ chắc là cô ấy sẽ thích lắm à, cô có thích bộ này không dạ bộ này là của cô đó à, dạ không được đâu cô hãy nhận đi đây là quà của tôi cảm ơn cô vì đã nhặt giùm tôi cái khăn ờ à, nhưng mà ừ, được rồi tôi sẽ thanh toán tất cả à. Pick the good with Hi. the, oh, cool. Live the you wanna have. it off with the band. it's looking really good Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G đặt trước ngay hôm nay ngán mì tôm, thử mì cua, từ ô ma chi, mới. Sữa chua su su IQ mới, thật thơm ngon, với bộ đôi DHA và vitamin A mới. Su su IQ, cho bé khỏe mạnh, năng động mỗi ngày. Mua một lớp su su, tặng ngay một chai. Hình như là sinh nhật của con cũng khoảng thời gian này. Mẹ chưa bao giờ mua quà cho con. Mình làm sao vậy chứ? Sao lại đa sầu đa cảm quá vậy? Mời vào. Chủ tịch, bà lại có thư nặc danh mới. Hả? tôi biết rõ quá khứ của bà. chuẩn bị sẵn hai tỷ won đi. chờ tôi liên lạc với bà. <laughs> có người nhìn thấy ông Choi Tepion đang làm việc ở quán của cô Choi Teran, thư chủ tịch. Choi Teran? là em gái của Choi Tepion. Thám tử Park đã tích cực điều tra, đi hỏi mọi người xung quanh nên chúng ta cũng sẽ sớm tìm được ông ta thôi. cần tìm ra nơi ở của ông ta càng sớm càng tốt. chỉ có ông ta mới biết quá khứ của tôi thôi. số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được mời sang sớm Nara ra đi đâu vậy trời không nghe điện thoại là mình bất an quá alo ước đi. đi cũng may quá tôi đang muốn gặp cậu mà cậu gọi cho tôi trước rồi ờ à, hôm qua tôi tới nhà cô gia là gì Tôi đã nghe chuyện rồi. Ông đang làm việc, ở quán của cô cô gia. À, à, việc làm ăn tôi bị thất bại hoàn toàn rồi. Tôi cần phải đi kiếm sống qua ngày, nên tôi nhờ em gái tôi giúp đỡ. Mẹ vợ cậu có bị suy sụp lắm không? Không đâu. Mẹ tôi chỉ buồn bực thôi. À, tất nhiên phải buồn bực rồi. Lúc trước bà ấy còn nói, nếu gặp tôi là bà ấy sẽ xé xác tôi ra ngay mà... Ông đã nói với cô Gia, ông biết hết bí mật của chúng tôi rồi sao? Hả? À cái đó, thật tình tôi cũng không định nói đâu, nhưng mà cô Gia dọa tôi sẽ nói cho Nara biết tôi đang làm việc cho em gái tôi, cho nên tôi đã mất bình tĩnh. Tôi không tới đây để trách ông gì hết. Chứ làm sao? Hôm đó gặp tôi trong nhà, ông đã giả bộ như không biết tôi. Tôi rất cảm ơn ông. À được rồi, tôi chỉ làm vậy vì lo cho cô gia thôi à ờ à, nhưng mà cậu dự tính sẽ làm sao đây hôm qua tôi chỉ tới đó có một chút mà đã rung quá trời quá đất chuyện cô gia là con gái của tôi còn cậu là cháu của onara cậu không sợ bị ai phát hiện hả chắc cậu không biết rõ rồi gian xúc có thể sẽ đáng sợ lắm đó cũng không thua kém gì mẹ cậu đâu ha theo kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy nếu hai con gà chọi đó mà đá với nhau ơi trà sẽ là thảm họa đó nhưng mà bây giờ đang lừa dối cả hai người cậu không thấy sợ hèn sao chứ không đâu chúng tôi sợ lắm chứ có điều tình yêu của chúng tôi dành cho nhau mạnh hơn cả nỗi sợ hãi À, được rồi vậy thì đừng để bị lộ nếu bị lộ tôi cũng gặp rắc rối đó cậu lo chuyện đó đi tôi cũng có chuyện cần phải lo rồi bộ ông có chuyện gì sao vì của cậu đang giận tôi không biết sẽ ra sao nữa tôi đã nói sẽ trở lại như xưa hứa với cô ấy sẽ tìm được nhà đầu tư rồi khi cậu đưa tiền cho tôi để tôi giữ bí mật tôi đành nói dối với cô ấy đó là tiền đầu tư hả cuối cùng hôm qua cô ấy phát hiện ra chúng tôi hoàn toàn phá sản từ lúc đó cô ấy không thèm nhìn tôi tới một cái nữa còn nói mấy câu kỳ lạ lắm mà vì tôi đã nói gì vậy cô ấy nói không thể sống vậy nữa hay nghe cứ như cô ấy muốn bỏ tôi vậy thầy minh cô cô bông trên đường đi làm tôi muốn ghé qua đây một chút thầy đã đọc thư của tôi rồi đúng không chưa đọc